Nó giống mèo nha các bạn. Ở trên bé tai cụp, ở dưới là bé tai thẳng màu trắng, bé trên là bé bi bi xám cụp của mình. Miu 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 miu. Được rồi nè mọi người. Rồi xong mấy cái sẽ lăn nha. Em sẽ lăn đó. Kiểu như là quá sung sướng. Em sẽ lăn đó 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 đó. Quá sung sướng rồi. Quá sung sướng rồi.